Ba đã nói với con rồi, con có vợ thì phải yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho vợ mình. Con lớn rồi, đâu phải con nít đâu mà cứ trốn đi chơi với thằng Thành hoài vậy. Thì con cũng yêu thương vợ, lo cho vợ y như má biểu. Nhưng mà con chơi với thằng Thành quen rồi, ngủ có nó bên cạnh cũng quen rồi. Nhưng bây giờ con có vợ thì phải ngủ với vợ, chứ sao đi kiếm nó, còn lén xuống giường trâu ngủ với nó nữa. Tại vì vợ cứ cằn nhằn nói con không chịu sinh con, con nghe hoài khó chịu cho nên mới xuống ngủ với thằng Thành. Đó, má nghe anh nói chưa? Vậy mà suốt ngày má cứ hối thúc con, trách con là không biết đẻ con. Má biểu sao thì con làm vậy. Để bây giờ hả, ảnh trách con là cứ đòi con hoài, rồi bỏ con đi xuống ngủ với gia đình. Con còn mặt mũi nào nữa chứ? Thiệt là nhục nhã mà. Có gì mà nhục nhã, chuyện gì thì từ từ tính. Chồng của mình không chịu ngủ với mình, bỏ mình đi ngủ với gia đình, rồi nói là suốt đêm mình cứ đòi con. Chuyện này lọt ra ngoài không phải nhục nhã chứ sao hả má? Nếu mà em để yên cho anh ngủ á, đừng có cằn nhằn, đừng bắt anh làm con này kia, thì đâu có chuyện gì đâu. Đó, má nghe anh nói không? Thì anh cũng thích có con gì. Đêm anh ngủ như chết thì làm sao có con? Bộ đêm phải thức mới có con hả? Vậy từ nay đêm anh sẽ thức, để em có con, ban ngày anh ngủ bù, được không? Thôi được rồi, vậy thì con hứa, từ nay con phải thức đêm đúng không? Dạ hứa, thức để vợ đẻ con. Vậy thì từ nay đêm con phải thức với vợ, không được trốn đi chơi nữa nghe không? Ban đêm má sẽ khóa cửa phòng bên ngoài, ban ngày má mở cửa ra, chịu không? Dạ chịu. Thức thì thức, nhưng mà vợ đừng cằn nhằn con nữa, con sợ lắm. Thì tại vì má cằn nhằn em mới cằn nhằn lại anh chứ bộ.